Cửa gửi lên đầu tiên là Nguyễn Văn Khanh có một lời thư từ biệt sau hơn 20 năm ở RFA. Thưa cái chương trình RFA thì tôi có nghe thấy anh Hùng cũng có nói mấy lần là Nguyễn Văn Khanh cũng đã vắng mặt lâu rồi. Dạ vâng. Không? Thế thì hôm vừa rồi tôi mới thấy rằng thì là cái thơ chính thức ông Nguyễn Văn Khanh từ biệt sau hơn 20 năm làm việc với RFA. Thế thì nhớ lại cái chương trình mà RFA đó là nó cái khi mà người ta làm cái proposal là để xin tiền cái này đó thì người ta căn cứ vào cái chương trình Âu Châu tự do cái hồi đó đó. Đúng. Vì cái cuộc chiến tranh lạnh mà cái đài Âu Châu tự do đó và nó dẫn tới những các cái nó gây ra những các cái ung nhọt, nó gây ra những các cái thức tỉnh ở trong những cái nước Đông Âu mà nó dẫn tới cái sự sụp đổ của Liên Xô, thành ra thấy cái đó nó hữu hiệu quá. Vâng. Thế bây giờ đó thì cũng lại một cái ông dân biểu gì đó của Mỹ đó thì ông ấy xin cái phân cho cái đài RFA. Ông Elroy. Vâng. Thế thì là cái trên nguyên tắc thì nó có cái hay của nó, thế nhưng mà nó lại éo le là nó vào một cái thời buổi mà không còn thích hợp nữa. Ông Nguyễn Văn Khanh đó thì mình nghe cái đồn là ông ấy đã bỏ cái đài này đi, ông ấy đã ngửi thấy rằng thì là người ta không dùng nữa. Ông ấy cũng đã nhảy tới các cái cơ quan truyền thông ở hải ngoại. Ông ấy gần như là ông ấy làm việc bán chính thức benevol, tức là làm không công đó cho các cái đài của Little Sài Gòn đấy biết ở các cái vùng của cái người Việt nhiều đó, tức là ông ấy nhìn cái nơi mà để ông ấy hạ cánh an toàn đó với cái thành tích 20 năm. Thế nhưng mà cái nước Mỹ thì nó buồn cười lắm. Tôi nhớ rằng cái người trước ông Nguyễn Văn Khanh đó thì là giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích trong lúc ấy thì cũng đương thao thao bất tuyệt dự mấy cái cuộc họp của các cộng đồng của Cali này đó. Thì hỡi ơi, tự dưng nghe thấy rằng ở trên Hoa Thịnh Đốn nó nói rằng nó đã cho ông ấy nghỉ việc. Trưng hửng ra và mới thấy rằng lúc bấy giờ đó thì ông Nguyễn Ngọc Bích cũng tiếc cái công của mình và cũng hiểu được cái văn hóa của người Mỹ là hết rồi rồi. Tức là nó vắt chanh bỏ vỏ một cách không thương tiếc, bởi vì nó giả lương rất hậu hĩnh. Và nó sẵn sàng là tao cho mày nghỉ, trong lúc ấy mày không biết gì thì mày nhìn trên tivi và tao cho mày nghỉ. Và nó buồn cười tất cả những người mà anh Hùng chuyến trước tôi nói rằng những cái người mà đi làm ở sở Mỹ này chứ nhận được chiều thứ sáu mà nhận được cái pink slip rồi nhá. Thì là và người Mỹ đó là anh nhận được cái đó là không, tức là cảm ơn rồi nhưng mà mày không được quay trở lại cái nơi mày lấy đồ đạc. Mày sẽ đi với một an ninh vào mày lấy đồ đạc ra. Nước Mỹ thì nó tàn nhẫn tới mức độ đó. Vâng, thì vấn đề ông Nguyễn Ngọc Bích là như thế này. Lại người biết nhiều chuyện. Hôm đó tại nhà hàng Favori thì tôi, ông Nguyễn Ngọc Bích và một cô này là thư ký của ban đại diện cộng đồng thời ông thiếu tướng Trần Văn Nhật còn sống. Đấy. Là đầu tiên luôn á. Thì cô này đã than phiền với Nguyễn Ngọc Bích là khi mà tới nhà cô ở có một vài cái chuyện không hay. Bây giờ ông Bích thì ông chết rồi, chúng tôi không có muốn nói, nhưng mà thì tôi là người đứng ra dàn xếp thì nhưng mà không ngờ cái cô này đó đồng ý dàn xếp không có làm gì hết, nhưng mà cô lại gửi đơn có thư về lên trên đài RFA. Thành ra như bác Cường nói, có những cái làm việc, nhất là chúng tôi làm việc như anh Trọng Phạm với tôi làm việc ở trong những cái cơ quan nó gọi là chuyên môn chế tạo những vũ khí của Mỹ đấy. Hồi đó tôi làm General Dynamics, Mayhew Aircraft này kia. Thì nó có nhiều ngày đẹp trời tự nhiên có an ninh nó đi vào.
mời mình đi. Dạ, mời anh đi ra ngoài, bảo đi theo anything belong to you, tức là những cái đồ gì ở trong bàn của mình, bỏ đưa vào bỏ trong cái túi, xong đi ra, đi luôn không một lời từ biệt, cũng không có giấy hồng luôn. Mà quý vị không có cái giấy hồng là quý vị không có đi được xin tiền thất nghiệp. Đấy. Muốn đi xin tiền thất nghiệp là phải có cái giấy hồng, không có giấy hồng là không được xin tiền thất nghiệp. Xong rồi đó thì ông Bích đi. Còn cái vấn đề ông Khanh này đó thì tại vì ông Nguyễn Thanh Tú nộp cái đơn thưa, trong đó có tên ông Nguyễn Văn Khanh, và ông Tú yêu cầu bà Li Bi Lu, tức là bà giám đốc chương trình Á Châu thuộc về Việt ngữ, bà Li Bi Lu này, bà là một người Tàu, không cho ông Nguyễn Văn Khanh được có tiếng nói đại diện cho RFA, bởi vì đây là một cái conflict interest, tức là một cái sự va chạm quyền lợi. Ông lãnh lương cái giờ RFA mà 9 giờ sáng ông lại tường trình cho đài Radio Bonsa của Minh Phượng và Việt Dũng, thì cái tiền đó là tiền ông lãnh, tiền của chúng tôi, tiền thuế mà của RFA mà ông lại tường trình về bên kia, tức là điều đó sai hoàn toàn. Thì ông Khanh lúc đó mới tuyên bố rằng tạm thời vắng mặt để đi làm công việc đi xa. Thì trong cái thời gian mà đó là chấm dứt cái hợp đồng của ông Khanh á, là đời RFA nó cho ông đúng 90 ngày báo nghỉ việc, là 31 tháng Giêng. Đó là lý do mà tại sao bây giờ đầu tháng 2 mình mới thấy được cái video cả bài RFA phỏng vấn ông Nguyễn Văn Khanh. Và sau trong thời gian từ tháng 11, tháng 12 và tháng Giêng đó, ông Nguyễn Văn Khanh không một cái đài nào Radio Bonsa chính thức đây, và kể cả Little Sài Gòn Radio không có tiếng ông Nguyễn Văn Khanh. Nhưng mà ông vẫn nói, bác Cường nói đúng, ở bên Houston ông vẫn nói đài Dương Phục, ông vẫn nói là những đài ở Florida, đài New Jersey của Nguyễn Vũ chẳng hạn vậy. Đó thì ông hình như là không có. À mà trước khi đó thì chúng tôi xin cảm ơn một bạn nói rằng cái buổi văn nghệ đó ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia chứ không phải là ở Mỹ Đình. Đúng không? À, Trung tâm Hội nghị Quốc gia cũng lớn lắm, nơi đây là họp, ghế toàn là ghế đỏ hết, ghế nhung đẹp lắm. Thì chúng tôi đã tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở gần đường Tô Hùng Vương, gần chỗ Lăng Bác Hồ đó. Vâng, thì cảm ơn bạn đọc. Thì trở lại cái vấn đề này đó, thì bây giờ ông Nguyễn Văn Khanh 31 tháng Giêng chính thức được nghỉ việc, tức là coi như là đó, đài RFA nó không đuổi ông Khanh, như giống như là ông Nguyễn Ngọc Bích, tự nhiên như bác Cường nói, ông Nguyễn Ngọc Bích tự nhiên thấy có một thằng nó lên nó thay thế mình mà mình chẳng được thông báo gì hết. Thì bây giờ thì coi như là ngày hôm qua anh Nguyễn Thanh Tú có đưa một cái video, trong cái video đó đã tố cáo bà Li Bi Lu và ông Nguyễn Văn Khanh đã đưa cho tổ chức Việt Tân hơn 400.000 năm 2007, có tài liệu chứng minh, ông có in lên đàng hoàng. Thì tôi có nói chuyện Nguyễn Thanh Tú, họ chỉ làm có một năm 2007, có thể là họ nghĩ rằng họ sai lầm hay cái gì đó, hay là họ có lý do. Chú bảo không, chú ơi, mỗi một năm họ đều làm và họ tổ chức, cháu có đầy đủ tài liệu hết, nhưng mà mình chỉ đưa, lúc mình đưa ra tòa mình chỉ cần đưa một cái đó đủ rồi, cái đó lớn nhất. Còn những cái mà 200.000, 100.000 hay là những cái chữ gây quỹ ấy, thì để tính sau, tại vì khi mình ra tòa đó thì bao giờ đó luật sư nó cũng sẽ trình bày thêm. Đây là cái vấn đề thứ nhất, còn là vấn đề thứ hai, thứ ba, thứ tư nữa, đó sẽ từ từ nó đang nói. Không, bây giờ thì như vậy, cảm ơn bác Cường đã nghiên cứu về trường hợp của Nguyễn Văn Khanh. Phần thứ hai bác nói về ông Tai Lê Diệp. Các bạn có ý kiến gì ông Khanh không? Nếu không có thì mình qua phần thứ hai. Ông Tai Lê Diệp tức là phó thị trưởng, và ông Tạ Đức Chí là thị trưởng, lên đài, không biết là đài nào đây bác, nói về những khiếu nại của các gia chủ trong hai khu Mobile Home, và cho biết ngoài thẩm quyền bởi đã có những luật lệ bảo vệ chủ đất của cấp tiểu bang là như thế nào bác? Thì ông ấy nói hai cái khu Mobile Home ở chỗ nào đó thì chỗ đường Bích, vâng, Prado đó. Thì ông ấy lên để ông ấy cắt nghĩa rằng ông ấy có được cư dân ở hai cái khu Mobile Home đó họ khiếu nại. Thế nhưng mà ông ấy cũng chỉ nói một cách phớt, yeah, tức là cái mà nó có cái luật ở trên tiểu bang, yeah. Do đó bây giờ thì ông ấy sẽ tổ chức
để mà liên lạc với cấp tiểu bang, để cấp tiểu bang can thiệp, chứ ông ấy là ngoài thẩm quyền của ông đó. Thế nhưng nó có một cái chuyện nó nước Mỹ thì mình nhìn nó giản dị thế này, tức là cái vấn đề bảo hiểm y tế đó, tất cả các bảo hiểm đó thì nó là máu của nền tư kinh tế tư bản, và nhà đất đó không ạ, nó là da thịt của nền kinh tế tư bản. Nó giản dị có thế đó. Do đó mà nó có những các cái là khuyến khích những người xây mua vin home và khuyến khích, cho nên nó có luật ở trên tiểu bang, là ở trên tiểu bang thì khuyến khích người ta mới làm, thành ra mới có cái luật là bảo đảm cái quyền lợi của những người đó. Chủ đất là nó có quyền trên nguyên tắc là mấy năm tăng lên bao nhiêu phần trăm và còn tùy tiện tăng lên. Thành ra đó cái báo Người Việt hai số liên tiếp bây giờ mới nói về cái thân phận, đi tìm hiểu xem thế nào là mobile home, thế nào là condo, thế nào là apartment, so sánh giữa cái này với cái kia. Nó không chia sẻ cả, nói cả những trường hợp của những ông của những các cái người mà có chức sắc ở trong báo Người Việt, của kể cả ký giả Hồ Thành Đức, rồi thì bên này là ông Phạm Phú Minh, vân vân. Thế thành ra đó, nếu mình nhìn nhìn cái điều đó thì mình mới thấy rằng bây giờ cũng vậy thôi. Cái EB-5 với gì đó là nó cũng khuyến khích nha. Cái này là những cái giai đoạn đầu mà nó vâng. Thưa bác Cường, thưa các bạn, tại vì tôi cũng có nghiên cứu cái chuyện này này, tôi biết cái vấn đề này đã thật sự rằng nó có cả năm nay rồi. Nhưng mà tại sao hai ông này đưa ra là tại vì các ông này muốn hướng dư luận đi ra khỏi cái vụ mà tờ báo Voice of Orange County nó đang nhắm vào hai ông này về tham nhũng, thì các ông tự nhiên đưa cái chuyện này ra. Bác Cường nói, tôi thấy là các ông nói lanh qua lanh quanh, không có nói vào vấn đề là như thế nào, như thực tế như nào, thành ra nó cũng không trả lời được. Nhưng mà tờ báo Người Việt ngày hôm trước thì có một cái nói về những người ở mobile home là những người nghèo, thì tôi chưa kịp khiếu nại với ông tổng thư ký Đỗ Dũng thì ngày hôm sau lại có một bài báo nữa, tức là ngày hôm qua, nói về ông Phạm Phú Minh. Thưa quý khán giả, ông Phạm Phú Minh là ai? Ông Phạm Phú Minh là người ở trong Người Việt, một trong những người sáng lập viên của Người Việt, và bây giờ vẫn còn cộng tác với Người Việt. Ông đã đi ra khỏi Người Việt để làm một cái đài phát thanh mới, nhưng mà ông vẫn là người cộng tác. Ông Phạm Phú Minh là người rất là hiên ngang ở trong cái mobile home của ông Tạ Đức Chí. Nói là người nghèo thì tức là ông Tạ Đức Chí cũng nghèo đó nha. Mà bây giờ ông có nhà mà cái là 1 triệu bạc thì không biết là cái tiền đó đâu ra, thì cái chuyện đó chúng tôi không thắc mắc. Thì ông Phạm Phú Minh không treo cờ Việt Nam trong cái khu mà đường Bôn Sa mới lại đường Bôn Sa đó. Tất cả cái nhà nào cũng phải có một cái lá cờ vàng ba chấm đỏ nhỏ. Ông Phạm Phú Minh nói chuyện với tôi. Tôi vào tôi nói chuyện, anh Minh à, tại sao là nhà anh không treo cờ? Ấy, cái cờ này ai bắt tôi phải treo? Tại tất cả trong cái khu này đều treo mà anh không treo, anh có vẻ lập dị không? Tôi chẳng có lập dị gì hết. Tôi ở Mỹ, nếu có treo thì tôi treo cờ Mỹ, còn không thì thôi, tôi chẳng treo cờ gì hết. Thế xong rồi cái anh bảo như vậy, người ta không làm khó dễ thôi à. Mà làm gì khó dễ, tôi chẳng... Bây giờ đó, tờ báo Người Việt nói về ông Phạm Phú Minh thì tại sao? Tức là tờ báo Người Việt ngày hôm sau chửi cái tác giả tờ báo Người Việt ngày hôm trước. Ngày hôm trước là nghèo. Mà ông Phạm Phú Minh đâu có nghèo. Ông Phạm Phú Minh ông nghèo. Và ngày hôm sau lại còn nói rằng đó, những cái nhà mobile home bây giờ đó, họ tính là thời điểm trước năm 60 đó, thì cái nhà mobile home nghèo thật. Nhưng mà sau thời 60 trở đi đó, thì cứ bắt đầu nhà bắt đầu khá lên đấy, tương đương với lại nhà apartment. Và sau thời gian nhà 80 cái gì là 80 á, thì những cái nhà mobile home bây giờ đó phải là cao cấp hơn là cái nhà mà nhà apartment, tức là nhà chung cư. Và cái nhà chúng tôi đang ngồi nói chuyện đây thì quý cái này nhà mobile home
Và cái nhà bên cạnh quý vị vào đó nhìn thấy nó đang để bảng bán cái nhà mới tính 169.999 đồng, tức là 170.000 đấy. Thì như vậy thì nhà mỗi bộ hôm đâu có rẻ đâu. Nhưng mà và tiền nhà, tiền hàng tháng chúng tôi ở đây là kể cả tiền điện, tiền nước và tiền thuê đất đây là khoảng 1.200 đô la một tháng. Thì thành ra tờ báo á, tôi sẽ tìm coi là coi lại coi tác giả cái tờ báo ngày hôm trước nói là những người ở Mobile Home nghèo có phải là ông phó thị trưởng Tyler Diệp mớm hay không? Tại vì ông Tyler Diệp đã lên trên đài của ông Du Miên nói với ông, tôi đã nói chuyện với ông Lê Hoan là tổng giám đốc của đài VNA TV 57.3 yêu cầu cho tôi được lên nói chuyện với hai cái thằng thị trưởng và phó thị trưởng của Westminster. Tại vì nói xấu tôi là một người cử tri của thành phố Westminster này trong lúc tôi không có mặt ở đây. Và bây giờ tôi trở về đây tôi có mặt, tôi muốn nói chuyện. Thì anh Lê Hoan đồng ý. Nhưng mà hai ông thị trưởng và phó thị trưởng bỏ chạy. Trong khi tờ báo Voice of Orange County nói rằng, ông Tạ Đức Chí nói rằng chúng tôi luôn luôn lắng nghe nguyện vọng của mọi người, điện thoại tôi lúc nào cũng trả lời. Tức là nói láo. Nguyễn Phương Hùng gọi có dám trả lời ông Tạ Đức Chí. Cháu nói cho chú nghe đi, đừng làm tủi vong ân của cái vong linh của bố cháu nhé. Cái Tạ Đức Chí không dám trả lời điện thoại Nguyễn Phương Hùng. Tyler Diệp, chú muốn phỏng vấn nhé. Không, cháu bận lắm chú ơi, cháu bận lắm, bỏ chạy. Bỏ chạy hơn ra, tôi còn quay phim á, tôi quay sau lưng đứng chạy, bỏ chạy. Thì tôi yêu cầu lên trên đài nói chuyện, đâu dám lên trên đài nói chuyện. Tyler Diệp nói rằng, tôi không biết ông Nguyễn Phương Hùng là ai mà tôi cũng chẳng biết KBC hải ngoại là cái gì. Tôi chỉ biết ông ở trong Mobile Home. Thì cái câu đó có phải là tờ báo người Việt nói không? Những người ở Mobile Home là những người nghèo. Và câu đó trùng hợp với bà Trần Thanh Hiền luôn. Đó, bí thư đóng vào một ngoặc kép của ông Phan Kỳ Nhơn. Bà Trần Thanh Hiền. Cái thằng Nguyễn Phương Hùng nó ở trong cái khu Mobile Home nghèo nàn. Hey. Tôi nói thiệt đó chị, trước kia chị có cái nhà, bây giờ chị ở đâu? Có phải chị ở cái Mobile Home Huntington Beach không? Mà ta Trần Thanh Hiền. Cái nhà chị đang ở đây có phải tiền của ông Tony Lâm đưa cho chị sau hội chợ Tết không? Ở trên đường Bô Tra không? Mà thằng này đứng gác này. Mang cả cái hội biệt động quân ra đứng gác này. Rồi lấy cái tiền đó và mua cái nhà. Ê. Tôi giờ trở lại cái vụ này. Các bác có ý kiến về cái Mobile Home? Nhờ nhân tiện bác Hùng với lại các bác nói về cái Mobile Home thì trong cái buổi hội luận của phố Bonsai TV đó, nhà của bác Lân mà bác Cường có tham dự đó, thì tôi nghe lại có cái tiếng nói là có một số dân biểu ở đây đi vận động với những người chủ đầu tư mà họ muốn đầu tư ở tại California để làm áp lực để mà bán những cái khu Mobile Home này cho những người chủ đó, cho những người đầu tư mới đó, để họ đuổi hết những người này đây, xây thành ra những cái khu thương xá hay là những cái khu nhà sang trọng để mà cái người nước ngoài, tức là nói thẳng là người Tàu có thể làm chủ được ở đây nhiều hơn. Thành ra liệu đó mà mấy người ở Mobile Home mà lo mà giữ gìn chứ không thôi là sẽ không còn được ở trong những cái Mobile Home đó. Bác Phương nói như vậy, tôi phải nói luôn. Ông Đoàn Trọng và tôi biết rất rõ cái chuyện đó. Ông Andrew Đỗ, giám sát viên Andrew Đỗ là người đã tính mua cái khu Prado ở trên đường Vich Boulevard. Nhưng mà ông lại mập mờ, ông nói rằng ông mua lấy cái khu vực đó để làm cho người vô gia cư về ở. Đấy. Thì chúng tôi là người viết thơ lên phản đối giám sát viên. Tôi bảo nếu mà đúng như vậy thì quý vị cho biết rằng cái khu vực đó chứa được bao nhiêu người homeless. Và cả cái quận Cam này có bao nhiêu người homeless. Và nếu mà khu vực nó không đủ thì quý vị có mua thêm một cái khu vực khác không? Thì cái vụ đó automatic kiểm chuộc. Tôi mới rủ Đoàn Trọng là chúng tôi, mình, hai thằng mình đi làm cái vụ này. Đoàn Trọng bảo tôi thì tôi còn kẹt ban giám đốc đại lý Sài Gòn TV. Còn anh tự nhiên anh có việc làm. Thì lúc mà tôi đi tôi hỏi thành phố Westminster, tôi hỏi bên giám sát viên thì nói là không có chương trình đó. Mà cái chương trình đó, ông Andrew Đỗ là người đã lên trên đài của bà Bùi Thị Hà là nói rằng phổ biến cách đây hơn một năm. Đấy, cái vụ đó có đấy bác. Đấy.
anh mình nghe câu chuyện trên này á, anh tất cả mọi người nói giờ mình nhìn chung lại mình thích tội nghiệp người Việt Nam mình vậy. Mình lúc mới qua đây mình tưởng mình là con của ông trời. Thì Mỹ nó đón tôi qua đây đấy. Đấy lại có cái ý nghĩa này nè, là cái những người mà Việt Nam Cộng Hòa mà bỏ nước chạy đi đó, là qua bên đây là người Mỹ phải có trách nhiệm phải có trách nhiệm đó. Tại vì vậy thành thử ra mới có những chuyện mà nó đau lòng như thế này, thành ra mới có cái câu có cái ý nghĩa là người của Việt Nam Cộng Hòa thì sang đây là đảng Cộng Hòa của Mỹ sẽ lo cho. Thành ra cái gì cứ bầu cho người Cộng Hòa là phải bầu cho đảng Cộng Hòa.